Chào các bạn, mình là Ý Tưởng Quang ha. Đây là khu du lịch Thủy Châu ở Dĩ An, Bình Dương các bạn. Thì bữa nay là ngày mấy ta, ngày 14, thứ bảy ngày 14 tháng 7 năm 2018 ha. Khu du lịch Thủy Châu ở mặt tiền đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Dĩ An, Bình Dương. Thì bữa nay mình đưa gia đình đi chơi, hồi sáng này cũng tắm nãy giờ rồi, giờ mới quay phim, thì bây giờ 12 giờ. Có rất là nhiều người thuê bạt và mua bạt để mà ngồi rồi mua các cái đồ nướng, ở đây có bán sẵn luôn các bạn, nhiều lắm. Đây có cái đồ sục nè, cắm nhảy cầu đó. Bây ra bây giờ trời đang mát cho nên quay phim nhiều khi trong nó không có được, trong nó không có được có sáng lắm. Ở bên kia là có cái núi, cái suối này, nước thì trong các bạn, nước trong. Ôi nhắn vô coi, đi 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 coi, đông lắm các bạn. Vị trí thì cái khu du lịch này nó nằm ở giữa Bình Dương với lại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh với lại Biên Hòa của Đồng Nai, cho nên là khá là thuận tiện cho ba người dân của ba tỉnh thành này đi tới, một cự ly rất là ngắn. Mọi người đi nói chung là khoảng tầm, tùy vị trí mọi người đi khoảng tầm nửa tiếng là tới. Đường xá ở đây thì mặt tiền đường Nguyễn Phước Tân Vạn thì rất là rộng. Rồi rồi, ok. Bún và đồ nướng, cơm đồ nhiều lắm mà. Cái khu du lịch này thì mọi người được thoải mái ăn uống và trải bạt ăn uống các bạn. Đương nhiên mà mọi người ăn uống ở trong đây thì người ta rất là sạch sẽ và dọn dẹp gọn gàng, chứ không phải là vứt lung tung bừa bãi đâu nhé. Đây là cái lối đi vào đây. Mình đang đi từ bên trong đi ra. Mình đang đi từ bên trong đi ra ha. Chút nữa mình sẽ quay thêm bên trong nữa. Có cái bãi, đặc biệt là có cái bãi đổ xe ô tô và xe máy miễn phí các bạn. Rộng mênh mông luôn, ngay bên đối diện cổng á, ngay bên kia đường. Thì có cái bãi gửi xe ô tô và xe máy miễn phí. Khỏi phải lăn tăn nha. Mọi người được đem đồ ăn thức uống vào, đồ bơi đồ các thứ các kiểu vào nha. Đây là bảng giá vé này nha. Đây là cái chỗ bán vé, ngay vừa qua cổng, vừa vô cổng là có cái chỗ bán vé đây. Đây mặt tiền đường Mỹ Phước Tân Vạn này các bạn. Thì bên kia mình đang đứng từ bên cổng quay qua đối diện cổng ha, thì có bãi giữ xe miễn phí nha. Khu du lịch Thủy Châu ở đây mát mẻ cực kỳ luôn các bạn. Thông tin đây các bạn có thể liên hệ nhé. Bãi gửi xe của khu du lịch Thủy Châu đây các bạn, bãi gửi xe miễn phí nha. Dành cho xe 40 chỗ, 16 chỗ, xe 7 chỗ, 5 chỗ đồ các thứ, đậu thoải mái luôn. Đặc biệt là những người nào mà đi sớm như mình đây nè, là được gửi trong cái chỗ mà có bóng mát luôn. Bóng mát của cây xà cừ. Đây. Mình đây mình đi hồi lúc tới nơi là khoảng tầm 8:30. Tới nơi thì khoảng tầm 8:30, thì lúc đó bãi đổ xe ô tô vẫn còn trống khoảng 50%, 50-60%. Thì
giờ mình ra đây mình cất những cái đồ ướp nãy tắm giờ để lấy đồ ăn vậy rồi. Đây là khu du lịch Thủy Châu ở Dĩ An, Bình Dương các bạn. Mặt tiền được Nguyễn Phước Tân Vạn ha. Khu du lịch Thủy Châu các bạn search trên Google hay là Google Maps hay là Facebook thì đều cũng ra rồi. Thì thường thường đó là khu du lịch này là mở vào ngày quanh năm, là mở vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Nhưng mà riêng cái mùa hè là như bây giờ là tháng 7 nè, là có mở cả thứ sáu luôn, tức là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nước trong, có những cái khu nhà vệ sinh rồi nhà tắm thay đồ miễn phí các bạn. Khu nhà vệ sinh, nhà tắm miễn phí, thay đồ miễn phí các bạn. Chừng nào mà các bạn muốn thuê đồ bơi, đồ phao, đồ thứ thì mới là tốn tiền thuê thôi, chứ còn thôi là miễn phí ha. Mát lắm, đi trong đây nói chung là không có cần tới nón hay dù gì cả. Cây bàn thái trồng rất là nhiều luôn. Mát lắm, bàn thái với xà cừ trồng rất là nhiều. Ở trên dọc đường đi là mát hết luôn, không có nắng khỏi phải lo gì hết. Rồi ngay giữa lòng đường ha, bên lề đường gì cũng đều mát cả. Đi vào đây là rất mát mẻ, có rất là nhiều bác cô chú già cũng đi chơi đây nè. Cô chú già già đây nhiều. Nhà mình thì đem theo xôi gà được chuẩn bị trước hồi tối hôm qua, xôi gà ha, với lại mấy cái trái cây rồi. Hai anh em không đứa nào nghe lời hết đi. Ra ghế ngồi, ra ngồi cái này. Ăn xong rồi chơi thì chơi. Chứ lần sau cứ nói mà cứ đằng một làm mà nẻo thôi nghỉ đấy. Thơm quá. Ra ăn thì ăn đi. Thôi tôi ăn đây kệ các bạn nha. Đang ra ăn thôi nè. Ra ăn thôi đi con. Người ta ăn đồ nướng không, mình chơi đồ nướng với lẩu. Mình có xôi gà. Ở trong đây có bán rất là nhiều mấy cái đồ nướng như là tôm nướng, tôm ướp sẵn các bạn. Rồi tôm tươi ướp, rồi cua, gẹ, rồi thịt bò, thịt heo ướp. Rồi đậu bắp để mà chơi phục vụ các món nướng và món lẩu nhiều lắm các bạn. Thì mỗi phần thì giá cũng không có mắc đâu, khoảng tầm trên dưới 100 ngàn phần. Thịt heo ướp sẵn 80 ngàn nửa ký. Nãy cái bảng giá bên kia mình không có quay qua anh đây. Thì nói chung mình thấy giá cũng hợp lý, phải chăng lắm. Giờ có rất nhiều người mua cũng vui vẻ chứ không có phải là mắc đâu các bạn. Thì nướng trông rất là thơm. Đậu bắp nướng rồi thịt heo nướng rồi nhiều lắm. Lẩu nha các bạn. Lẩu nè, lẩu bờ hồ là mát lắm. Đây cũng có cái phần quán trong khu này để mọi người bàn ghế, mọi người có thể ngồi ăn uống hoặc là mua đồ ăn trong đây ăn uống. Đây. Nói chung là khá thoải mái, vui vẻ các bạn. Chứ không có thể bị làm khó hay bắt chẹt cái gì đâu. Trong đây mình thấy ok đó. Phòng điều hành. Wow, mùi thơm nó bay khắp nơi ở đây, đồ nướng mùi thơm bay nó ngẹt mũi luôn. Đây bán đồ nướng, đồ chiên các thứ. Để mình gọi mình quay cái menu cho các bạn xem. Đây lẩu nè, nhà này ăn lẩu nè ngon lắm, thấy thèm chảy nước miếng luôn. Đây menu thực đơn nè, cơm trắng 15.000 đồng tô, cơm chiên thập cẩm 75.000, thịt kho 40.000 phần, cháo thịt bằm 25.000 phần, chim cút chiên 15.000 con cũng rẻ đó.
lẩu thập cẩm Thủy Châu 210.000, lẩu gà lá giang 190.000, giá này cũng bình dân nè. Đây là thực đơn đồ tươi sống đã ướp gia vị sẵn nè, quý khách tự nướng nè. Đây là cái phần này là rất nhiều người thích luôn đó, thực hiện từ ngày 1 tháng 1 2018. Chim cút 15.000 con, đậu bắp 25.000 phần, thịt heo 80.000 nửa ký, mực tươi 250.000 nửa ký, ba rọi heo 80.000 nửa ký, sườn heo 100.000 đồng nửa ký, thịt bò 200.000 nửa ký, bạch tuộc 140.000 nửa ký, tôm theo thời gian, gà khoảng 1,6 đến 1,7 kg một con 300.000 con, thịt dê nướng 250.000 nửa ký, giá trên chưa bao gồm thuế. Đây có cho thuê lẩu nè các bạn, ủa cho thuê nồi, bán nồi lẩu sẵn luôn cho các bạn tự lấy ăn luôn, cho thuê bạc nè đó. Bạc thuê nè đó 40.000, võng thuê 20.000 đó, còn thuê bếp là 30.000 đó, thuê bếp tức là bếp bếp còn đó các bạn, rồi thêm than là 10.000 đồng để mà ở đây đó. Bếp than nè, rất nhiều người thuê luôn hả, vui lắm, ở đây nói chung vui mát lắm. Nước trong lắm các bạn. Nước trong veo nha. Ở đây giá vé vào cổng ở đây người sau đó được bơi tắm và sử dụng nhà vệ sinh và gửi xe miễn phí, mình thấy rất là giá rất là hữu nghị luôn, rất là mềm luôn các bạn. Rất đáng đồng tiền để mình vào đây luôn. Rộng rãi, thoải mái, mát mẻ. Mà sử dụng nhà vệ sinh, thay nhà, thay đồ, đồ tắm, đồ các thứ là đều miễn phí chứ không phải tốn tiền tắm, thay đồ hay là đi vệ sinh rồi hoặc là gửi xe đồ chi phí các thứ vân vân đâu. Như các bạn đi khu du lịch Đại Nam á là vô vé là khoảng tầm 50.000 cho trở lên một vé vào cổng, rồi sau đó các bạn đi hồ bơi các bạn tốn khoảng 100.000, đi vô vườn thú tốn 100.000 nữa. Rồi gửi xe tốn tiền nữa, rất nhiều thứ luôn. Đương nhiên Đại Nam thì nó công phu xây nhiều thứ nhiều, nhưng mà về cái khu du lịch Thủy Châu này thì đáp ứng cho các bạn được cái nhu cầu là vào đây để mà cho một chuyến dã ngoại vào một ngày cuối tuần là rất là thoải mái luôn, là mình thấy cũng vừa đủ rồi, không có cần phải nhiều.